bạn có tin vào tình yêu tri kỷ hay không vì những lý do chúng ta có thể không bao giờ hiểu được bạn đã vô tình gặp những con người nhất định đã thay đổi cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn mối quan hệ của bạn với người này có một mức độ mãnh liệt nhất định mà bạn không giải thích được bạn với người ấy đồng điệu về suy nghĩ và cảm xúc sâu kín nhất của nhau cảm giác như linh hồn của hai bạn là một những cuộc gặp gỡ như thế này rất đặc biệt và hiếm có bạn có thể tự đặt cho mình một câu hỏi khi nào bạn gặp được một người giống như vậy sau đây là những dấu hiệu để bạn nhận biết điều này điều thứ nhất bạn ngay lập tức cảm thấy được thu hút bởi người ấy ngay từ giây phút đầu tiên bạn nhìn thấy người này bạn đã rất muốn gặp lại bạn biết bạn muốn mình trở thành một điều gì đó của người ấy bạn muốn đến ngay chỗ người ấy và bắt chuyện và rất cần được làm quen với người ấy bạn cảm thấy được người ấy hấp dẫn và được thu hút bởi sự hiền diện của người ấy vì những lý do thậm chí bạn có thể không hoàn toàn hiểu được đó là cảm giác khi hai tâm hồn đồng đều đi ngang qua nhau ngay cả khi mới gặp nhau bạn đã cảm thấy như đã hiểu nhau và dễ dàng hòa hợp với người ấy điều thứ hai bạn yêu tất cả những gì thuộc về người ấy bạn có cảm thấy nhớ người ấy khi mới vừa nói lời tạm biệt hay không bạn có liên tục nghĩ ra lý do để gặp nhau hay không bạn thích ở bên người ấy nhiều đến mức khiến hai bạn ngày càng nhiều dành nhiều thời gian bên nhau hơn mặc dù mới vừa quen biết bạn luôn vui vẻ khi nói chuyện với người ấy và bạn khao khát gặp lại người ấy khi người ấy đi vắng bạn biết rằng mình đang có thời gian thật thú vị khi ở bên cạnh người ấy bạn thấy mình lập nhiều kế hoạch với người ấy và nói chuyện với người ấy nhiều nhất và việc nói đồng ý và thực hiện mọi kế hoạch của bạn có nghĩa là người ấy cũng có thể cảm thấy như vậy điều thứ ba bạn có thể dễ dàng nói chuyện với người ấy bạn có phải là người trầm lặng hay không thích giữ mình và lắng nghe nhiều hơn nói hay không nhưng vì một lý do nào đó bạn cảm thấy rất dễ nói chuyện với người ấy bạn không cảm thấy ngại ngùng hoặc từ ti khi ở bên cạnh người ấy và mặc dù bạn hơi lúng túng và cứng nhắc khi mới bắt đầu kết bạn hoặc làm quen với ai đó điều đó không bao giờ xảy ra với bạn và người ấy bởi vì khi ở bên người ấy bạn cảm thấy sôi nổi nói nhiều hơn và hướng ngoại bạn chia sẻ câu chuyện buông chuyện và trò chuyện sâu sắc với người ấy bạn cảm thấy rất tự nhiên điều thứ tư bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh người ấy bạn có cảm giác biết người ấy từ rất lâu rồi phải không khi bạn tạo dựng một mối quan hệ đặc biệt với ai đó bạn nhanh chóng trở thành bạn bè và bạn cảm thấy gần gũi với họ hơn so với hầu hết mọi người mối quan hệ của bạn rất mãnh liệt bạn không thể giải thích được nó khiến bạn cảm thấy thoải mái là chính mình khi ở bên người ấy và cởi mở với người ấy theo cách mà trước đây bạn chưa bao giờ cảm thấy như vậy bạn tin tưởng người ấy và kể cho người ấy nghe rất nhiều bí mật của bạn bạn nói với người ấy tất cả những suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc nhất của bạn vì điều đó khiến bạn cảm thấy an toàn và được thấu hiểu người ấy khiến bạn có cảm giác mà bạn chưa từng có trước đây Điều thứ năm, bạn gắn bó sâu sắc với người ấy. Bạn đã gặp bạn bè và người thân của người ấy hay chưa? Bạn có gọi cho người ấy trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào hay không? Bạn và người ấy có cùng thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống với nhau hay không? Tất cả những dấu hiệu này khẳng định bạn và người ấy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau và cả hai bạn hoàn toàn hạnh phúc về điều đó. Điều thứ sáu, các bạn đã cùng nhau trải qua điều gì đó khó khăn không có gì gắn kết mọi người với nhau bằng nghịch cảnh nếu bạn đã trải qua điều gì đó nghiêm trọng hay khó khăn với ai đó thì điều đó chỉ giúp củng cố mối quan hệ của bạn với người ấy và bất kỳ lý do gì có thể khiến bạn đau lòng có thể là một ước mơ không thành mất một ai đó quan trọng hoặc bất hòa với người thân có ai đó ở bên cạnh bạn và giúp bạn vượt qua điều đó Điều đó chứng tỏ rằng mối quan hệ của bạn với người ấy thực sự là một mối quan hệ đặc biệt. Những kết nối như thế này khó có được, nhưng khi có được mọi thứ chắc chắn sẽ đâu vào đấy. Việc có được mối quan hệ cảm xúc sâu sắc như vậy có thể khiến một người cảm thấy hạnh phúc và có nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Vì vậy, hãy biết trân trọng người ấy và tình yêu của bạn. Quốc Anh hy vọng thông qua những gì Quốc Anh vừa chia sẻ sẽ mang lại cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc liệu mình đã tìm thấy tri kỷ của mình hay chưa có bất kỳ điều nào quốc anh vừa chia sẻ mô tả trải nghiệm của bạn hay không bạn có biết cách nào khác để nhận ra tri kỷ của mình hay không hãy để lại nhận xét bên dưới video và thoải mái chia sẻ bất kỳ suy nghĩ nào của bạn nếu bạn thấy video hữu ích hãy ấn vào nút like và chia sẻ video cho mọi người cũng đang chờ đợi tri kỷ của họ Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Hãy đón nhận tất cả những nguồn năng lượng tích cực đun động cao từ nhà trị liệu quốc canh truyền đến cho tất cả chúng ta ngay lúc này và ngay bây giờ.